như để mà cao thờ được ấy. Để mà cao thờ được đất kia thì cần phải có Electro Giant với lại Balloon thì sẽ được. Hôm trước em xem thấy bảo là nhà nước cấm thanh toán tiền in game mà không phân phối ở Việt Nam. Đúng rồi, chuẩn luôn. Đã lâu rồi mà. Đó là từ cái hồi mà game không còn ở store ở Việt Nam nữa. Đó là cách đây độ khoảng 2 năm rồi mà, từ 2019 cơ. Chứ không phải là bây giờ đâu. Làm gì vậy? Đây là lý do tại sao mà game nó bị xóa khỏi các ở store ở các nước như vậy đấy. Chúng ta có ở Việt Nam và có một vài nước nữa. Nếu mà chính game này nó có địa trụ sở hoặc là có kết hợp với lại một cái nhà phát hành nào ở đấy ở Việt Nam thì game sẽ được phát hành lại. Còn hiện tại thì không. Và mình nghĩ là chắc game này nó cũng không có ý định là mở trụ sở ở Việt Nam đâu. Tại vì nếu mà họ đã mở thì họ đã mở từ rất lâu rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Từ cái lúc mà Craft Clan hay là COC nó còn rất nhiều người chơi ở Việt Nam. Đây là cấm luôn thanh toán á. Thực ra là cấm luôn thanh toán là hồi đấy là đã cấm thanh toán rồi, là cấm tất cả mọi thứ rồi. Tuy nhiên thì bây giờ mới, nó vẫn còn bị lỗ hổng nên là họ mới cấm như vậy thôi. Tức là họ muốn làm triệt để. Chứ còn cái việc mà kia thì vẫn thanh toán bình thường mà. À, ý mình nói là cấm ngay từ ban đầu từ 2019 á, là cấm thanh toán là cũng là cấm luôn tất cả mọi thứ luôn rồi. Tuy nhiên thì cái việc mà từ đợt 2019 nó cấm thì cái lỗ hổng là vẫn thanh toán được. Còn bây giờ thì chúng ta đã không thanh toán được nữa. Cái đợt vừa rồi mình nhớ có một cái ông nào ông báo là không thanh toán được ấy, không sử dụng được thẻ Visa hay là sử dụng được cái gì đấy. Ở trên cái group Việt Nam Rory họ có nó đánh cái ác Remy. Retire với lại một thêm 5 phút nữa còn mình cũng kết thúc livestream. Cảm ơn anh em đã xem ngày hôm nay. Đâu đó vẫn còn 46 đồng dâm ở đây. Feminist Anaban thì top 1 nhỉ. Anaban này mà like đây, mình check nhá, đợi tí. Ôi Mohammed like top 1. Mohammed like top 1 anh em ạ. Hai chục một lũ rồi đó. Amazing, good job. Perfect. Remy chắc ăn rồi à? Remy chắc ăn thì ông Adaban sấp mặt. Tối lại đi anh đang học. Can you help me drop a line? Do you stream on TikTok? I have a plan out on future. Because if I'm stream on TikTok, we will more people watching. It's better than a live stream on TikTok on YouTube right now. Oh, right now you can see on my channel only 30 people. Only 30 people. Damn, I'm sad.
I'm feeling so bad right now. If I stream on TikTok, the faster and more viewer. Oh yeah. Ôi, từ từ thôi, chứ đâu phải là ông nào livestream lên luôn. Thực sự nha, có nhiều kênh mình phải nói là cũng đến tận mấy triệu sub livestream có được bao nhiêu người. What's your main deck? My main deck là Hog of Emeralds. Nói chung là cái gì cũng phải tiên trì từ đầu chứ không phải là một phát là ăn luôn đâu. Cái đấy là mình biết. Còn chạy quảng cáo hay không thì tốn tiền lắm. Nói chung là đốt tiền vào quảng cáo thì nó giống như là muối bỏ bể. Hên thì có nhiều view, nhưng mà toàn view ảo thôi. Còn không thêm thì đốt tiền như kiểu đốt tiền vào mã, nhắm muối vào đại dương. Chuẩn, game bây giờ nó cũng tàn rồi nên các bạn cũng đừng có mong là nó sẽ có nhiều view. Hơn nữa thì thực ra là nếu các bạn để ý nhá thực sự là có những streamer họ đến, họ lên YouTube ấy, họ lên TikTok ấy, họ stream thì có những kênh họ được đề xuất lên view khá nhanh. Nhưng có những kênh như kiểu các bạn thấy Moten không? Moten kênh được khoảng gần như là 400-500 nghìn follower. Mình có xem trên kênh của TikTok của Moten nhé. Mà các bạn biết là được bao nhiêu view không? Chưa được 500 nghìn, 500 view. Đâu có 500-600 hết. Mà Moten là một người nổi tiếng nhất. Nhưng mà cái việc là TikTok nó khác hẳn do với lại YouTube. Nó khác hẳn với lại Twitch. Season end in 30 minutes. Yeah, exactly. Exactly. Đang là xé hỏng cái tờ giấy này. Đấy. Này. B. Thank you.
cũng được nơi. Come on.